Xin chào các bạn, em đi đây. Trong video clip Hit or Miss tuần này thì em sẽ review một sản phẩm vừa mới ra mắt rất là hot của Urban Decay. Đó chính là palette Urban Decay Naked Skin Shape Shaper với chức năng tạo khối, hiệu chỉnh màu sắc và highlight. Thực ra thì hàng ngày em đi makeup rất là đơn giản và thường không là sử dụng những bộ sản phẩm như vậy, nhưng mà vẫn rất là thích sưu tầm, ví dụ như là Becca hoặc là Makeup Forever, những sản phẩm rất yêu thích. Tuy nhiên khi mà biết được rằng là Urban Decay ra siêu phẩm này thì cũng đã không kìm lòng được và đã mua để unbox cùng với các bạn. Chúng ta hãy cùng thử xem là liệu có xứng đáng bỏ ra 1,4 triệu để mua sản phẩm này và sưu tầm ở trong sản phẩm makeup của mình hay không nhé. Wow, các bạn biết không, cái cảm nhận đầu tiên khi mà sở hữu bất kỳ một sản phẩm nào của Urban Decay ấy, đó là đây thực sự xứng đáng với một sản phẩm mắc tiền, bởi vì là cầm rất là nặng tay, rất là đẹp. Nếu mà các bạn đã tìm hiểu về sản phẩm này trước khi mà mua thì các bạn sẽ biết rằng là đây là một sản phẩm có rất nhiều công dụng và có cả dạng kem cũng như là dạng phấn. Palette mà em đi mua đó là palette màu sáng và có một điểm mà em rất là thích, đó chính là medium contour màu này đây. Bởi vì là thường thì đối với những người mà da sáng màu như em đi hay gặp vấn đề là contour rất là khó chọn màu, màu tối như thế này thì sẽ rất là lộ. Nhưng mà với medium contour, với màu highlight và có nhũ như thế này thì em nghĩ là rất là tuyệt vời cho những lúc mà chúng ta cần make up và tạo khối một cách nhẹ nhàng. Và bây giờ thì em sẽ thử trên mặt và sẽ review chi tiết cho các bạn tất cả những màu ở trong này. Đi kèm với các bộ Shape Shaper của Urban Decay thì có một chiếc cọ đặc biệt, nhưng mà vì lý do là nó hơi bị mắc tiền nên là em đã không order và sử dụng những cọ đã sẵn có của mình. Em đang sử dụng một sản phẩm hiệu chỉnh màu da cho vùng quầng thâm ở dưới mắt, và sản phẩm này thì còn có các chức năng highlight luôn nên là rất là tiện nếu trong trường hợp các bạn đang vội. Kem của bạn này thì rất là mịn và em có một cảm giác là nó mềm và vô cùng dễ tán. Các bạn sẽ không lo là cảm giác là bị khách khi hoặc là bệt ở trên mặt đó. Rõ ràng là khi mà em tán như thế này thì nếu da sử mà có chót là lấy quá nhiều á thì cũng không sao hết ạ. Bạn hoàn toàn nó có thể tán ra. Và bây giờ thì các bạn có thấy rằng là phần quầng thâm ở phía dưới thì gần như là đã biến mất, và ngoài cái chuyện là che được quầng thâm thì em thấy là còn có một cái tác dụng, đó là cái phùng này được highlight này, nên là mặt của em có cảm giác là sáng hơn. Màu tiếp theo mà em sẽ sử dụng đó là em sẽ sử dụng màu light contour. Thực ra thì đối với cả màu này mà lên da của em thì hoàn toàn có thể sử dụng với chức năng là để thay cho kem mềm hoặc là che khuyết điểm. Nếu mà so sánh với cả một cái sản phẩm tương tự ở trong bộ của Makeup Forever, màu cái cũng là sản phẩm có chức năng highlight ấy, thì em thấy rằng là cái sản phẩm này này nó có chức năng che phủ, tức là nó dày hơn. Còn cái sản phẩm của Urban Decay thì nó rất là mỏng. Em thấy là các bạn hoàn toàn các bạn có thể sử dụng để che khuyết điểm. Nếu mà da của các bạn mà ở tông sáng như là em, còn nếu mà không ấy thì các bạn hãy sử dụng sản phẩm Light Contour này cho những cái vùng chữ T của mình ha, hoặc là những cái vùng ở đây để mà làm sáng da hơn. Và cũng nhớ là đừng quên sử dụng cái màu Light Contour này cho vùng quầng thâm ở dưới mắt sau khi mà chúng ta đã hiệu chỉnh màu sắc bằng màu này hoặc là màu này. Thường thì góc mũi của em sẽ hơi bị đỏ, em sẽ thử xem là bạn này có khả năng là che phủ được cái phần đỏ ở góc mũi hay không. Phải nói là em này rất là mỏng nhẹ, nhưng mà rõ ràng là nếu mà nói về độ che phủ á, thì em vẫn là Makeup Forever màu highlight này sẽ có độ che phủ cao hơn vì là nó dày hơn. Màu tiếp theo mà em sẽ thử đó là Dark Contour. Và thực ra thì các bạn cũng sẽ không quá lo ngại, bởi vì là nếu mà chỉ cần lấy một cái lượng thật là ít thôi á thì màu em thấy là nó cũng không bị quá tối đâu. Và thường ý thì mọi người hay hỏi là khi mà contour thì chúng ta nên dừng ở đâu là cái điểm kết thúc của cái đường và tạo khối ấy. Thì em nhớ là một cái chia sẻ của một makeup artist đã nói với cả em là thường nó sẽ cách mép miệng của chúng ta khoảng 2 ngón tay, tức là ok các bạn có thể dừng lại cái chuyện tạo khối ở đây. Tất nhiên là nếu mà trong trường hợp mà các bạn muốn mặt của chúng ta thật là hot theo kiểu hóa trang, thậm chí là các bạn có thể vào rất là sâu, nhưng mà đấy là trong trường hợp hóa trang ha. Thì các bạn sẽ thấy rằng là bên này là bên mà em chưa tạo khối và đây là bên đã tạo khối. Thực tế thì sẽ không thấy rằng là nó quá bị extreme đúng không? Bởi vì là bản thân thường thì dạng kem ấy thì tạo khối cũng trông rất là nhẹ nhàng, và em cảm thấy rằng là lo lắng lúc đầu của mình thì không cần thiết, bởi vì là tuy là nhìn ở trong này màu rất đậm nhưng mà lên da sau khi blend xong thì lại là một cái màu rất là nhẹ nhàng. Sản phẩm cuối cùng dạng kem ở trong collection này đó chính là một highlight có shimmer và em sẽ dùng để đánh nhẹ
tạo một chút xíu bắt dáng ở đây này, một chút xíu ở đầu mũi này, ở đây này, ở đây này, cho vào buổi tối của chúng ta. Và các bạn có thấy là nó rất nhẹ luôn á. Khi mà em đi, thậm chí là khi mà lấy sản phẩm ấy thì cảm thấy rằng là nó như là một cái dạng mà mousse mà tan ra ở trên tay và rất là nhẹ. Cho dù là em đi lấy rất là nhiều và chấm lên đây nhưng mà không hề là có một cái cảm giác là quá nhiều và lồng lộn ở trên da mặt. Thì các bạn chỉ cần là sử dụng như thế này và sau đó là phủ một cái phấn phủ lên thì là mặt của chúng ta đã có một cái độ bóng tự nhiên. Và em sẽ sử dụng cái màu này ngoài chức năng là để hiệu chỉnh màu da ở dưới mắt ấy, thì sẽ sử dụng để làm phấn má. Xinh ơi là xinh ít. Thì em sẽ đánh giữa cái phần lúc nãy tạo khối và cái phần shimmer phía bên trên. Nếu mà bạn nào mà thích theo phong cách tự nhiên ửng hồng thì các bạn có thể đánh cao lên một chút xíu. Cái màu này rất là nhẹ nhàng, rất là tự nhiên. Thậm chí là nếu mà các bạn có thích ấy, các bạn có thể mix giữa hai màu này với nhau. Ví dụ như là đánh cái màu này theo phong cách dripping blush ấy, là màu này sẽ đánh ở phía dưới. Rồi xong rồi sau đó là màu này, một cái màu hồng nhẹ hơn tí xíu, chúng ta sẽ đánh ở phía bên trên. Một tí xíu thôi, để có tạo cảm giác là ok, nó hồng hào và trắng trắng hơn trên một chút. Ok, bây giờ đối với cả nửa mặt bên này thì em sẽ test thử sản phẩm dạng phấn nhé. Đầu tiên thì em sẽ thử medium contour, tức là tạo khối màu nhẹ. Wow, các bạn có thể thấy là độ lên màu rõ ràng là rất là khác biệt đúng không? Nếu mà bên này tán rất là nhẹ nhàng và tạo một cái hiệu ứng là vô cùng tự nhiên thì ngay lập tức khi mà sử dụng em này, em lúc đầu là em không có lấy ra tay, thường thì sẽ phải lấy ra tay một tí xíu và đánh lên trên mặt thì các bạn sẽ thấy rằng là em này rất là lên màu, rất pigmented. Và em dùng phần còn lại để mà thoa ở phía dưới. Thế mình sẽ thử xem màu tiếp theo, đó là màu dark contour, để xem là khả năng lên màu của em này như thế nào ha. So với cả medium contour thì dark contour có màu nâu đỏ nhiều hơn và khi mà đánh lên thì các bạn sẽ thấy rằng là nó đậm hơn. Và em đi sẽ thường sẽ chỉ dùng đánh để đánh vào những cái góc như thế này thôi, muốn nhấm vào và cho nó hot hơn một chút xíu để tạo hiệu ứng là khi mà mình contour là hiệu ứng 3D. Và đối với cả màu medium contour thì chúng ta có thể sử dụng để tạo khối mũi. Và em sẽ sử dụng màu thật là nhẹ thôi vì không muốn là tạo cảm giác là nó quá rõ ở trên mũi của mình. Khá là ưng các bạn ạ, bởi vì là em có cảm giác là nó rất là nhẹ chứ nó không bị là một cái cảm giác là cái mũi mình bị đen xì lại. Sau đó thì mình sẽ thử màu light contour. Và đối với cả light contour thì em sẽ đánh ngay ở cái vùng này, vùng ở dưới mắt, cũng như là em muốn test khả năng che khuyết điểm của nó, nên là một lần nữa em sẽ đánh lại thử góc mũi của mình xem là nó có thể che được cái vùng mà bị đỏ của em hay không ha. Em này thì có sắc màu là hơi vàng một tí xíu, là cả nhà ha, trắng mà hơi vàng. Em này rất mịn. Có một lời khen ý là bạn này chất phấn rất là mịn, thực sự là mịn luôn á. Mọi người có thấy là da của em nhìn trông đẹp hơn hẳn không? Và cho dù là mọi người đánh thêm vài lớp nữa thì nó cũng sẽ không trông, nó cũng không bị là dày phấn. Tuy nhiên là về mặt độ che phủ thì em đánh giá là ở mức độ trung bình khá. Nó sẽ chỉ có bớt một phần nào đấy thôi. Màu cuối cùng em sẽ sử dụng đó là Pearl Highlighter, tức là highlight có nhũ nhẹ đánh ở trên những vùng này. Bạn sẽ thấy là nó có khả năng lên nhũ so với cả dạng kem thì tốt hơn hẳn. Và em khuyên là nếu mà các bạn có sử dụng bộ này thì các bạn nên sử dụng dạng kem trước, xong rồi sau đó là đánh thêm một tí phấn ở bên trên như thế này. Không quá lồng lộn giống như là Becca, nhưng mà chắc chắn là các bạn sẽ vẫn thấy một cái hiệu ứng nhũ rất là rõ rệt ở trên má. Các bạn thấy nào, bên này thì là sử dụng dạng kem và bên này thì là sử dụng dạng phấn. Và em thấy rõ ràng là dạng phấn thì tạo ra một cái hiệu ứng rõ rệt hơn rất là nhiều. Nhận xét chung về em này thì đây là một sản phẩm rất là đa chức năng. Em nghĩ rằng là nếu mà có một cái bộ sản phẩm như thế này, bạn hoàn toàn có thể sử dụng rất nhiều mục đích khác nhau.
rất là biến hóa từ những phong cách nhẹ nhàng như thế này cho đến những phong cách mà nó mang tính chất là đậm đà hơn và sử dụng vào buổi tối nếu mà các bạn kết hợp thêm đối với cả phấn. Thì em nghĩ đây là một cái bộ sản phẩm mà vô cùng tiện lợi, những cô nàng nào mà mê make up, mê tạo khối thì nên có. Còn đối với cả tất cả mọi người, để mà đánh giá bạn này thì em My sẽ cho 8/10, tức là một bộ sản phẩm không đến mức độ là bắt buộc bạn phải có, nhưng mà chắc chắn nếu bạn có thì bạn sẽ rất là mê và bạn sẽ chắc chắn là sẽ không bao giờ chuyển nhượng cho ai cả. Không biết là các bạn đã sử dụng những sản phẩm tạo khối và highlight tương tự như thế này hay chưa? Hãy chia sẻ cho em My cùng biết nhé. Còn nếu mà các bạn muốn Happy Skin và em My review bất kỳ một sản phẩm nào thì nhớ là cũng hãy comment ở phía dưới. Subscribe YouTube channel của Happy Skin cho những video clip hit or miss tiếp theo nhé. Bye bye!